Rồi, hello, xin chào anh em nha. Thì hôm nay em lại tiếp tục về một container mới nha anh em. Đây là ba chiếc máy gặt DC70 của Thái nha. Giờ em chuẩn bị chút nữa xuống máy xong mình sẽ quay cho anh em xem luôn nha. Rồi, giờ em bắt đầu xuống container này nha anh em. Rồi, xuống đầu tiên luôn nha. Con này quá ok. Rồi, tiếp tục thêm một công nữa nha. Đó. Đây, em đang xuống thêm một chiếc nữa. Chiếc này cũng quá đẹp luôn ha anh em. Để em lấy xuống cho anh em xem nha. Đó. Đây, con lăn này ha. Lăn ngon hết trơn luôn. Rồi, xuống một con nữa nha, con này xích đẹp, gầm đẹp luôn. Quá ok, chúc em quay kỹ càng cho anh em xem nha. Rồi, xin chào anh em nha. Đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây. Bên em dễ nhận diện nha.